Dạ dạ dạ, cứ từ từ. Nó giỏi nó giàu hết rồi. Dạ đúng rồi. Không? Dạ cứ từ từ. Mấy marketing mà tốt, mấy thằng bán hàng tốt là nó giỏi rồi, nó giàu hết rồi. Nếu mà giỏi anh giàu mẹ lâu lắm rồi, không có lạc đạt hoài vậy đó. Dạ. Bây giờ chứng minh bằng hành động đó.